Đấy, đi vòng trên kia kìa. Ồ. Ở cát trắng. Wow, quá đã. À. Rồi. Tuột xuống rồi leo lên. Được mà. Mà lấy chạy hơn à, có cục dây kéo lên nữa hả? Cục dây đâu? Cục dây kia. Bây giờ có máng đâu nãy không? Nãy phải thê, thê tụt xuống. Đi nắng quá. Rồi vô chụp tắm đi. Vô gia đình. Ô mà hãng gì? Sao thường là hãng pha leo núi chứ? Cái này Nissan nè. Nissan nè. Nói chung dòng ở đây là xe hai cầu mà xuống sàn là chạy. À. Đà Lạt thì chủ yếu dốc, xuống sàn. Xuống sàn. Số tự động chạy không nổi. Ừ, số tự động chạy không nổi. Số tự động thôi là thấy lên dốc. Số tự động anh chạy anh thấy cách chạy. Ừ. Là đập thẳng một lần một luôn. À. Chứ là đi luôn. À đi luôn chứ không. À. Đi xuống dốc không được ha. À Nissan. Đâu. Được không? Ôi ôi, xung quanh toàn là cát. Đây, đây, móc cát nè. Anh móc hả? Làm gì? Xuống xuống dùng cát trắng phải làm gì? Xin xíu cát trắng đem về cho chị Tim đang chơi. Bây giờ xin xíu cát trắng cho nhóc chơi. Trời cái chỗ này anh ấy muốn hút cô về đừng đưa hương nữa qua bên kia, mà tại bên đó không có ai cũng qua đặt được lấy tay hút nhà luôn. Ôi nóng không đâu. Ô cà trắng. Có hai chiếc xuồng không lẹ rồi. Ở Sài Gòn người ta kêu mấy người Sài Gòn ra đây chơi đi cây sao cát này sao không bé. Mấy người Sài Gòn bé. Cá này bán nhiều tiền á. Chứ anh rất hay à? Thôi dạ, cái không này có. Đâu nhà được đâu. Rồi nó lái chở mình đi luôn, nó lái chở bà nội. Rồi, bị này ngay dắt đâu. Lái chở bà nội đi kìa. Đây, tiên mà lái xe luôn kìa kìa. Ta sẽ tiếp tục. À cái bãi bên kia là ít người đi. Wow, bãi cát trắng. Ra đây nè, cái đây là tên. Rồi. Lên đường. Lên đường. Thu hoạch được mớ cát. Được một cát. Khúc cuối, khúc cuối tại nó thấy anh la quá, anh sợ đó. Nó sợ quá, nó mới la chứ không gì. Cái họ anh thấy la cái nó hết à, không có gì á. Tiến đi bình thường. Ừ, em có sợ đâu, em không sợ. Quái xế xì tên. Quái xế. Lúc mà em cười ra cái nó cũng quái. Anh la quá. Anh rung quá. Để cho ngồi với nội đi. Má cười điên hồi cái mẹ bắt đầu xuống. Bắt đầu xuống. Nó cười quá. Mẹ bắt đầu xuống nghe nghe đó. Rồi đáng sợ rồi. Nghe mẹ mới nghe hết hộm từ. Nè leo với con đi. Leo đâu. Ủa xuống lấy xe đỏ nè. Thôi kệ nó đi. Lái tên lái.
Ê, chụp em tắm cái gì thôi. Cũng có cái tim ngoài nữa các mẹ. Mẹ mới chưa hoàn hồn cái gì đây cho bị luôn kìa. Mẹ mà đi chiếc xe này chắc xỉu luôn. Đi xe này chứ. Mẹ mà đi xe này chắc mẹ phải xỉu luôn. Xỉu luôn. Nè cầm em bơm mịt cát. Ba níu cái quần. Ôi vậy. Đi cho anh tiến nó ngồi chiếc xe 5 phút nữa đi. Còn mấy xe nè. Lái đã chưa? Chưa hả? Trời luôn thải mà xuống trộm cái tay. Con xe ngồi trước đi. Ừ, mà tao. Không. Rồi, xe này nào nó thấy có quay xe này chưa? Có. Mở mở. Cái gì khóa không mở cho mẹ vô chai vô ngồi trước hết. Muốn nghe xe ngồi trước không mẹ? Thôi để cho cha đi trước. Cha đi trước thôi, còn khỏi ra xe. Rồi ra đó có ghế mà, ngồi tám mét. Ủa? Không đi chung luôn. Thôi đi luôn đi. Thôi đi luôn đi tên, đi tên. Đi chỗ khác chơi. Đi. Ủa đâu khác chơi nữa về về. Đi tên, đi nè, chỗ khác chơi nữa nè. Đi chơi nữa. Đi. Đi đi. Này tình quá trời luôn, thấy đà điểu rồi sao mà. Sao mà đen. Ngồi từ xe màu cam, màu đỏ, màu xanh, màu đen, màu vàng, đủ hết. Ờ, đủ hết xe luôn. Rồi đi nè, vàng siêu xe. Tình sẽ đi review lần lượt từng chiếc. Chiếc này là 50 tỷ. Giao hả? Dữ không? Rồi. Giờ hôm nay tiên biết thêm xe mới rồi. Đời mới. Ừ, hay quá à. Đời mới cha. Rồi, đời mới luôn. Đời mới. Ờ. Không đụng cha. Rồi đi. Lên xe này đi ha. Đây ra ngoài. Bà nội với mẹ đợi ngoài đi chuẩn bị đi chỗ khác chơi nữa. Đâu rồi. Ôi xe này không được, xe này dễ quá, không được, đi. Không được, xe này dễ quá, bụi quá. Chào và hẹn gặp lại. Mình đi về nè. Về đó. À, khu du lịch Bào Trắng, Bào Sen, Đồi Cát Trắng. Vậy nãy vậy anh đi tới Bào Trắng mà chưa mua được trái mắm hả? Nãy có sen dưới hả? Anh kiếm chỗ sửa nước mắm cho mẹ. Ok, bye tên. Ba đi, ba video này mình đi khác. Bye đi, chịu hết tiền rồi. Bye đi, tiền bye. Hẹn gặp lại video sau. Nhớ tài con cưới. Ủng hộ cha. Ủng hộ cha. Yes. Bye bye. Cha con xin biết tiền. Ok, bye và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, subscribe, ủng hộ chí xin đen dược. Và xin tiền đen, bye bye nha.